các bác, anh em chúng em đang đóng đô la những cái bộ dàn cao cơ gửi cho các bác đây. Trong đó thì có một đô la DX5 là 100 đô la mà bán rất chạy. Và cũng như là chất âm rất đẹp, hình thức rất đẹp và chất âm rất hay. Đây là đô la cho chị Tuyết ở Đà Lạt, Lâm Đồng. Đấy, các bác có thể thấy được một cái thiết kế rất là to đúng không ạ, hoành tráng. Đây là một chiếc rồi đấy, còn một chiếc nữa thì lát nữa anh em chúng em sẽ test nốt. Thì cái đô la DX5 ở bên ngoài hình thức nó như thế này, em đã giới thiệu rất nhiều đấy ạ. Với đô la như này thì nó có trang bị thêm loa chép đôm và chép mảnh, hai loa chung, và bên cạnh là một loa bát 25 nữa ở bên này đấy. Thì với những đô la như này thì ngoài cái thiết kế để chúng ta có thể thiết kế là chúng ta nghe nhạc một cách chuyên nghiệp, thì nó là một trong những dòng loa high end xuất riêng cho những thị trường rất là khó tính ở như châu Âu hay châu Mỹ. Nhưng mà tuy nhiên đến thời điểm hiện tại bây giờ thì nó còn có thể ở ngoài khả năng nghe nhạc thì nó còn hát cao kê được và hát cũng rất hay. Với đô la như này thì anh em có thể dễ dàng ghép với âm ly, ghép với đẩy, ghép đẩy lên vang cũng được, đẩy rất tuyệt vời, tiếng rất là hay, được dễ ghép các bạn nhé. Ở kia là một chiếc nữa anh em đã chuẩn bị sẵn đây, và lát nữa sẽ test và đóng hàng gửi đi cho vị khách hàng chúng em. Thì thời gian có hạn nên anh em chúng em chỉ kiểm tra để đảm bảo cho tất cả mọi vấn đề kỹ thuật, các yếu tố vẫn đảm bảo an toàn các bác nhé. Đó. Rồi, ok. Đấy, với đoàn đến năm thì là đã chiếm trọn được trái tim của tất cả những người yêu âm nhạc từ Bắc vào Nam, từ cho những người ở gần, những người ở xa, từ đàn ông cho tới phụ nữ, không ai là không yêu thích những đôi loa DX5 mà chúng em đã giới thiệu. Nó đẹp cả về hình thức, đẹp cả chất âm, và nó có thể trưng bày cho không gian gia đình chúng ta nó thêm phần sang trọng hơn, thể hiện cái cá tính của người chơi. Có những người thì chơi những đôi loa rất nhiều loa rồi, có những người thì 10 bộ, 20 bộ loa rồi, có những loa thì kín cả nhà, nhưng mà đôi khi là chỉ vì quá thích những đôi loa DX5 kiểu dáng như vậy mà chúng ta mua thêm để chúng ta chơi. Đó là những cái đam mê của rất là nhiều các bác và anh em. Và rất là cảm ơn chị Tuyết đã ủng hộ cho em những sản phẩm của ngày hôm nay. Và bên cạnh những cái sản phẩm lẻ, những cái bộ cao kê thì anh em cho em còn đóng đi rất nhiều sản phẩm lẻ như là DX7DAC, là những chiếc vang này, những chiếc mic không dây này, vân vân, và những cái cặp chép. Thì hôm nay thì sẽ dành chọn bộ thời gian trong buổi chiều này để đóng hàng gửi đi cho bưu điện. Rất là cảm ơn các bác và anh em đã yêu mến và ủng hộ cả anh Hưng ở Quảng Bình này, đẩy 4 kênh này, anh Thuận ở Thanh Hóa này, rồi anh Tân ở Hải Phòng. Đó, cũng khá là nhiều những đơn hàng mà chúng em chưa kịp ra. Đấy, kế toán phải làm việc liên tục thì mới đáp ứng được cái đơn hàng của các bác. Và video đây cũng đã dài rồi, em xin phép được tạm dừng ở đây và cảm ơn các bác và anh em rất nhiều, những người đã luôn luôn theo dõi, đồng hành và ủng hộ cho Hoàng Long trong suốt thời gian vừa qua. Và Hoàng Long chúng em thì sẽ hứa là cố gắng hơn nữa trong thời gian tới, đáp ứng được cái mọi cái nhu cầu của tất cả các bác và anh em, từ bình dân cho tới cao cấp, từ những người có điều kiện kinh tế vừa phải tới những các bác và anh em dư giả và tài chính, để chúng ta có thể lựa chọn những bộ dàn sao cho nó phù hợp với sở thích mong muốn của chúng ta. Và đừng quên theo dõi trên kênh YouTube của Hoàng Long chúng em tại 107 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội, và bấm nút like đăng ký kênh. Hiện tại thì cũng cảm ơn các bác và anh em đã yêu mến ủng hộ lên Hoàng Long cho em mới đạt được nút bạc, hơn 100.000 người đăng ký rồi. Cảm ơn các bác rất nhiều nhé.